Messi đã cướp quả bóng vàng của tôi. Tôi đáng lẽ xứng đáng với giải thưởng đó, vì lúc đó tôi giỏi hơn cậu ấy. Đó là chia sẻ của John Obi Mikel về kỷ niệm tại U20 World Cup 2005. Khi đó, ở trận chung kết, Messi và Argentina đã đánh bại Nigeria của John Obi Mikel để lên ngôi vô địch. Messi tuổi 18 đã xuất sắc giành cú đúp vua phá lưới lẫn quả bóng vàng, cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tất nhiên, không hề có sự xúc phạm hay ganh ghét nào ở đây. John Obi Mikel đã nói về Messi bằng tất cả sự tôn trọng trong cuộc phỏng vấn với TNT. Phía sau kỷ niệm về quả bóng vàng của U20 World Cup năm đó, rất nhiều câu chuyện về nhân cách cao đẹp của Messi đã được tiết lộ thông qua lời kể của cựu tiền vệ người Nigeria. Khi chúng tôi thua Argentina ở trận chung kết năm đó, Messi giành quả bóng vàng, còn tôi giành quả bóng bạc. Cuối lễ trao giải, tôi đã nói với Leo: "Cậu cướp quả bóng vàng của tôi đấy, tôi xứng đáng với giải thưởng này vì tôi giỏi hơn cậu." Messi chỉ cười tủm tỉm rồi đáp lại: "Tôi có liên quan gì đến vấn đề này đâu." Từng chi tiết lần lượt được John Obi Mikel tiết lộ. Câu chuyện giữa Messi và Obi Mikel chưa dừng lại ở đó. Sau đó ít phút, cả hai còn có cơ hội gặp lại nhau trong đường hầm. Tại đây, cựu tiền vệ người Nigeria đã kể lại cách hành xử của Messi, điều khiến cho anh phải bất ngờ. Lần này thì Messi chủ động nói với tôi: "Này, hãy cầm lấy quả bóng vàng này đi và đưa cho tôi quả bóng bạc nếu như cậu muốn." Tôi trả lời lại Messi: "Sao mà tôi có thể làm như vậy được?" Sự hiếu thắng, bồng bột của tuổi trẻ vốn là điều không có gì xa lạ. Những cầu thủ trẻ khi chiến thắng luôn vỗ ngực ra oai, luôn muốn mình thể hiện cái tôi của cá tính. Nhưng ngay ở tuổi 19, đã có một Messi rất khiêm tốn như vậy. Cách hành xử trọng lễ nghĩa của Messi sau này, khi anh đã là một biểu tượng của làng bóng đá, khiến người ta càng kính nể. Cũng trong cuộc phỏng vấn với TNT, John Obi Mikel đã kể lại kỷ niệm khi anh gặp lại Messi ở World Cup 2018. Chúng tôi một lần nữa có dịp đối đầu với nhau. Messi nhìn thấy tôi thì bảo: "Này, xin chào cậu bé vàng." Tôi vẫn giữ tấm ảnh chụp chung giữa hai chúng tôi tại lễ trao giải năm 2005. Tôi chỉ mỉm cười và đáp lại: "Ngần ấy năm trôi qua mà cậu vẫn còn giữ tấm ảnh đó sao?" Messi quả là một người đàn ông tuyệt vời. Cậu ấy xứng đáng là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. 13 năm kể từ U20 World Cup 2005, Messi vẫn rất trân trọng những kỷ niệm với những người đồng nghiệp của mình. Những câu chuyện như thế đối với một người bình thường đã khó, mà Messi còn là một cá nhân ở tầm vóc kiệt xuất. Messi luôn là như vậy, là người khiến làng túc cầu say đắm không chỉ bởi tài năng mà còn bởi cách đối nhân xử thế. Tìm đâu giữa thế giới bóng đá này một nhân cách chuẩn mực đến như vậy? Messi sở hữu một sự nghiệp viên mãn, trọn vẹn với tất thảy đỉnh cao mà một cầu thủ có thể mơ ước. Khi bạn xuất sắc, dĩ nhiên bạn có quyền kiêu ngạo, nhưng Messi không cần đặc quyền đó. Anh chỉ chinh phục mọi thứ bằng tình yêu bóng đá thật thuần khiết. Ngay sau khi hay tin Julian Alvarez đến Atletico Madrid, Messi đã trực tiếp gọi điện thoại để chúc mừng cậu đàn em. Những hành động trọng nghĩa tình và chuẩn mực của Messi là câu chuyện chưa bao giờ kể hết. Bạn có còn nhớ hành động gây sốt cộng đồng mạng vào mùa hè năm ngoái? Sau khi trận chung kết CONCACAF League Cup kết thúc, Messi gây chú ý khi trao lại tấm băng thủ quân cho DeAndre Yedlin, người vốn là thủ quân của Inter Miami trước khi Messi đến. Bất ngờ, vì sự tôn trọng của Messi, DeAndre Yedlin đã liên tục lắc đầu: "Không, không," như muốn nói rằng thân phận của mình chẳng xứng đáng để Messi cư xử như vậy. Trong lúc trao giải, Messi cũng nhất quyết gọi cầu thủ người Mỹ đến cùng nhau nâng cúp với anh. Messi hoàn toàn có quyền mang băng đội trưởng và tự mình nâng cao chiếc cúp vô địch đó để chiếm trọn spotlight trong ngày mà anh đã tỏa sáng rất rực rỡ. Nhưng Messi không cần như vậy, mà anh cho thấy sự khiêm tốn. Chia sẻ với truyền thông khi đó, thủ môn Calendar đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động cao đẹp của người đồng đội. Anh ấy biết cầu thủ nào trong đội từng là thủ lĩnh và giúp vực dậy đội bóng như DeAndre Yedlin. Leo nhường lại băng đội trưởng trước khi nâng League Cup có ý nghĩa rất to lớn với Yedlin. Chúng tôi đều thấy Leo là một người đồng đội quá tuyệt vời. Ở Messi là một cầu thủ luôn nghĩ đến cho đồng đội, đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, chứ không hề màng đến sự cá nhân. Khi còn khoác áo Barcelona, ta nhiều lần chứng kiến Messi nhường lại những cú đá penalty cho Suarez hay Neymar. Dù là chân sút số 1 của đội, là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân như chiếc giày vàng, quả bóng vàng, nhưng Messi chưa bao giờ tỏ ra ích kỷ. Đây chính là một trong những đức tính đầy quý báu của Messi. Nói về nhân cách của Messi, người ta không thể quên được cách hành xử của anh trong vụ việc gây tranh cãi với chủ tịch Juan Laporta, kết thúc là màn chia tay với Barcelona trong nước mắt. Tháng 11 năm 2017, Messi đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 675 triệu đô la, có thời hạn 4 năm.
Trong thời gian dịch Covid-19, Messi thể hiện sự tử tế của mình bằng cách chấp nhận giảm 50% lương để chia sẻ gánh nặng với câu lạc bộ. Barcelona cố gắng thuyết phục những trụ cột hay những cầu thủ hưởng lương cao như Piqué, Griezmann, Dembélé giảm lương tương tự như Messi, nhưng không ai chịu giảm. Ai nấy cũng đều tỏ ra khó chịu. Không một ngôi sao nào tự nguyện và vui vẻ giảm lương như Messi. Trong thế giới bóng đá thực dụng hiện nay, liệu có còn cầu thủ nào tử tế như Messi không? Tờ Marca, một tờ báo vốn thân Real Madrid, cũng đã phải đặt câu hỏi như vậy. 3 năm trước, cả thế giới bàng hoàng bởi sự kiện Messi đột ngột chia tay với đội bóng mà anh đã gắn bó từ nhỏ. Và sau 3 năm, dù không còn thi đấu cho Barcelona, Messi vẫn được câu lạc bộ Tây Ban Nha thanh toán hết tiền lương. Chủ tịch Juan Laporta đã chia sẻ về điều này. Những gì còn nợ là việc hoãn thanh toán tiền lương đã được thỏa thuận với hội đồng quản trị trước đó, và điều này tạo ra các khoản nợ chưa thanh toán kết thúc vào năm 2025. Để đội bóng cũ nợ lương, sẵn sàng cắt giảm thu nhập trong giai đoạn khó khăn, Messi còn thể hiện tình yêu với Barcelona thông qua nhiều cách, từ chuyên môn cho đến hành động bên ngoài sân. Người ta chưa từng thấy ai phàn nàn về tác phong sinh hoạt hay thái độ của Messi với tất cả mọi người, dù anh là ngôi sao lớn nhất. Ngược lại, Messi luôn là tấm gương, là người anh lớn dìu dắt các đồng đội, từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Nếu Messi có mặt trên chuyến xe buýt ngày hôm đó của đội tuyển Argentina, có lẽ Enzo Fernandez đã không phải vướng vào ồn ào. Trước Enzo, The Pole cũng từng suýt chút nữa hóa tội đồ nên Messi không kịp thời ngăn cản. Khi các cầu thủ Argentina đang nhảy nhót ăn mừng sau thất bại của Brazil trong trận chung kết Copa America 2021 ngay tại Maracana, The Pole có ý định bắt nhịp với các đồng đội hát một bài hát chế giễu kình địch, nhưng Messi lập tức xua tay và bảo dừng lại. Trên sân, Messi là một chiến binh. Anh luôn đứng dậy, cho dù có bị đối thủ chặt chém đến cỡ nào. Bên ngoài sân, anh là biểu tượng của sự khiêm tốn, giản dị, trái ngược hoàn toàn với danh tiếng và sự giàu có mà anh đạt được. Messi không chỉ là một cầu thủ bóng đá kiệt xuất, mà còn là một tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách. Anh chứng minh rằng, để đạt được thành công, ngoài tài năng, cần phải có sự khiêm tốn và cách đối nhân xử thế chuẩn mực. Chúa trời không cho ai tất cả, ngoại trừ Messi. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình của mình lên mạng xã hội. Messi luôn dành thời gian ngoài bóng đá cho vợ và các con. Với một người đàn ông, há chẳng phải công thành danh toại, gia đình hạnh phúc và cách cư xử chuẩn mực là những giá trị ta hằng mong mỏi đó sao? Với Messi, anh có tất cả những thứ đó.